Theo đại diện Cảnh sát biển Việt Nam, đến thời điểm này, Trung Quốc đã đưa trái phép đến hiện trường 80 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan HD981, trong đó có 7 tàu quân sự gồm tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tấn công nhanh 733. Ngoài ra còn có 33 tàu hải giám, hải cảnh, ngư chính, tàu cá vũ trang. Bất chấp sự có mặt của tàu Cảnh sát biển Việt Nam, các tàu Trung Quốc vượt trội về số lượng cùng với sự trợ giúp của máy bay trực thăng liên tục bao vây, đâm thẳng vào tàu của ta. Các tàu trang bị vũ khí đều được mở bạt và ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các tàu của ta bị đâm đến 9 lần, làm hư hại động cơ, thiết bị máy móc. Thậm chí ngay 12 giờ trưa nay, tàu của Việt Nam vẫn tiếp tục bị tàu Trung Quốc đâm va, đe dọa ngay trên vùng biển của ta. Không những thế, số lượng tàu của Trung Quốc đang tăng lên theo từng ngày, khiến cho tình hình ngày càng căng thẳng. Như quý vị đã xem trên clip là các cái tàu hải cảnh và các cái tàu bảo vệ của Trung Quốc chủ động đâm va vào các cái tàu của Việt Nam, gây hư hỏng và ảnh hưởng đến cái trang thiết bị của tàu Việt Nam. Vừa qua, lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư hết sức kiên trì và kiềm chế, chúng tôi tiếp tục bám trụ và giải quyết mọi việc ở trên biển, nhưng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Nếu tiếp tục đâm vào chúng tôi thì chúng tôi cũng có những cái tự vệ tương tự để đáp lại. Theo thông lệ, tại buổi họp báo quốc tế tổ chức vào chiều nay, trước câu hỏi về việc liệu Việt Nam có đang quá nhún nhường khiến Trung Quốc lấn tới, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết đã tiến hành 8 cuộc làm việc với phía Trung Quốc, hiện tại đang đợi phản hồi của Trung Quốc. Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp, trong đó không loại trừ việc kiện ra tòa án quốc tế như Philippines đã làm để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, dựa trên chính sách xuyên suốt là giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí cho biết, tại vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, Việt Nam đã thăm dò từ những năm 1970, nhưng chưa có hoạt động khoan khai thác do vùng biển sâu đòi hỏi kỹ thuật cao. Do đó, Trung Quốc tiến hành thăm dò thì dễ, nhưng muốn khai thác thì khó hơn rất nhiều do cần xây dựng nhiều cơ sở trên biển. Hiện Việt Nam đã thông báo với các nước ASEAN và các nước liên quan về hành động xâm phạm chủ quyền, đe dọa an toàn, an ninh hàng hải của Trung Quốc. Các nước cũng đã lên tiếng lo ngại trước hành động này.